không? Ngon ơi ngon, mày điên ăn không? Con ơi mày điên ăn không? Trời ơi trời, nhỏ nó gì cười, thằng nhỏ nó cười với nó chưa có hát. Nhỏ cười chưa hát nó quay hình luôn à. Em hỏi thiệt nha Nghĩa, Ngân nó muốn gì ở chúng ta? Nó muốn gì ở chúng ta mà gửi thông điệp gì tới cho mình coi cái gì vậy? Hỏi thì là nó muốn cái gì? Mấy bạn ở đây biết bà Ngân là ai chưa? Biết bà Ngân là ai chưa em? Biết bà Ngân là ai không? Khán giả biết bà Ngân là ai không? Bà thuộc quý hả? Bà Nguyễn Thị Ngân là biên tập thần thánh của chương trình do NASA Mỹ phái tới. Em tưởng FBI thôi. Nè tôi nói các bạn nghe, từ đây tới cuối chương trình các bạn sẽ thấy được cái power của bà như thế nào. Thao túng hành tinh này, cả một vũ trụ, nằm gói gọn cả một thế giới. Chỉ thu bé lại, chỉ bằng con mẹ Ngân thôi. Kim thính, hiệu quả cho người ù tai, nghe kém, điếc tai, và kêu trong tai suy giảm thính lực. Đôi khi con Ngân nó muốn cái gì vậy trời? Trời ơi trời. Rồi đi về. Cảm ơn em. Cái gì? Trời ơi trời, của Ngân nó bẹo gan tôi nè trời. Trời ơi trời, bộ, chưa bao giờ thấy chơi game show chưa đi quýnh ghen vậy đó. Mới đi thật thò đi đứt. Em ơi mà thật ra bé làm đúng mà. Ủa anh? Bài trộm nhìn nhau, đôi khi trộm nhìn nhau. Siêu diễn bé là đứa nào diễn? Bé phải núp cái trộm nhìn chứ. Bây giờ sau khi xem xong nè. Qua số 2 khỏi nó số 1 không biết cái gì mà nói đâu. Qua số 2 hả? Các em phải nhìn thấy cái cây nó rung rinh, mình thấy cái độ rung của nó thì mình biết là cái hơi của thằng nhỏ nó phát ra cỡ nào chứ. Anh ơi, anh nhìn cái độ rung của cây chỉ biết là nó bị Parkinson hay không thôi. Ủa gì nó nhép cái gì vậy? Bà nhép cái câu là con em tôi xin đó. Em không thấy luôn. Mà lúc bà nhép là bà quay lưng bà đi vô rồi. Ngân, bà ngon bà nghe vậy đó. Ngân nói thiệt Ngân. Ngân nữa. Mẹ ăn nhiêu tiền của Điền Quân Ngân? Sao mày làm việc nhiệt tình dữ vậy Ngân? Là ai coi cái gì Ngân? Thiệt tình. Nhưng em, mà coi cái thần thái mới ra được rồi. Mệt quá nghĩa, mệt quá em làm game mà riết bây giờ mình nhũng não. Đối xử với mình như vậy. Nó nhép cái gì vậy? Nó hết mang cây rồi nó mang nhà ra. Còn bây giờ là con gái phải sinh được. Cứ tới lúc nó nhép mà nó quay lại. Không em. Cái câu đầu tiên lúc mà nhép là con gái phải sinh là đang trên đường đi ra. Đó. Rồi sau đó cái câu sau là mới quay đi vô. Bởi vì lúc mới đi ra bà làm mình choáng ngợp quá, mình không để ý tới cái miệng của bà. Thiệt tình. Chơi cái chương trình này như những đứa trẻ vô tri. Không biết cái gì hết. Bây giờ nói mà bằng sự phán đoán không. Chơi chương trình giống như là tâm linh và tin thì dính tâm tình thôi. Cái gì vậy? Ngân ơi, mày làm gì với chương trình vậy Ngân? Bạn ở đây biết bà Ngân là ai chưa? Biết bà Ngân là ai chưa em? Biết bà Ngân là ai không? Khán giả biết bà Ngân là ai không? Bà thuộc quý hả? Bà Nguyễn Thị Ngân là biên tập thần thánh của chương trình do NASA Mỹ phái tới. Em tưởng FBI thôi. Nè tôi nói các bạn nghe, từ đây tới cuối chương trình các bạn sẽ thấy được cái power của bà như thế nào. Thao túng hành tinh này, cả một vũ trụ, nằm gói gọn cả một thế giới. Chỉ thu bé lại, chỉ bằng con mẹ Ngân thôi. Không tin là giọng ải giọng ai có những cái clip xàm như vậy luôn. Trời chưa đâu em. Rồi em còn thấy nữa nha. Còn nhiều cái nó còn ghê gớm em hơn ơi, vậy nó nhiều cái nó còn vô lý hùng hơn nữa thiệt á. Sao Thành em lại cười? Anh ơi, em càng ngày em càng nể cô biên tập của chương nể trình. Nể Ngân hả? Đúng Ngân. Nguyễn Thị Ngân. Nó yêu nghề quá anh. Nó không ngừng sáng tạo mấy anh chị. Có những sáng tạo ok. Dạ không, nhưng mà vậy nè Ngân á, nó là cái dạng người mà đưa người ta đi từ cảm xúc căm phẫn đến thán phục anh. Có thể lúc đầu mình coi clip mình giận lắm, nó xong quỷ điên rồi xàm dữ vậy, mày nghĩ cái clip này ra mà cho người ta coi kìa. Nhưng mà không, anh cứ cho nó niềm tin đi, nó sẽ có thể làm xàm hơn và xàm hơn nữa. Cái tự nhiên mà thành thán phục nó, mình hiểu, mình ngưỡng mộ nó, có nghĩa là cái sức sáng tạo nó không ngừng nghỉ. Anh thấy giỏi không? Em chưa biết mặt chị Ngân đó là ai mà sao. Ở đây đâu, ở đây không ai biết hết em à. Anh chưa biết luôn tình. Mai mốt là thời gian nữa là em thấy ở đầu phim trường Điền Quân có cái miếu tới miếu bà Ngân. Đại tính đó là không biết lố, là không biết là bà còn sống hay bà về trời rồi. Có chàng trai biết nên anh lại phải là yêu thương từ ra nhưng tình như gió như ngày nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Lại mẹ Ngân ơi, có khi trong tim cũng em ơi, trời em ơi. Bây giờ nè,
cho ông đứng ông nhép nguyên một bài luôn. Sáu con người trên đây cũng bóp tay chứ đừng nói chi nhép con đoạn bay lớn nó, vậy nè. Sao ông kêu nó vô toilet nhép kìa, rồi sao mà ra mà thấy bài ra một cái cây hoành tráng, tôi cũng không biết làm cái gì. Ai người về ta đâu là cái bài của Phan Mạnh Quỳnh là có chàng trai viết lên cây, chứ không phải là có chàng trai núp sau cây. Mà anh thấy ông thuộc ra sao em ơi, mà có tâm lắm em. Lùi ra phía sau cái cày trẻ trời không ơi, thấy nè. Gì mà nó vẫn nhép em ơi. Không như nè, mà nó còn đút cái mặt nó sát vô cái lái nè. Đáng lẽ cái số này là không cần giọng hai nè. Có tại cũng vì, như không. Tại vì sao? Lát nữa là ông Lý Tư Long ông với bà Hai Phượng dài vòng vòng sao nè. Nè, một lát ra coi tôi nói đúng hay không nè. Bà Hai Phượng má nhép nha, bà cầm bạch nè. Coi bà cầm bạch nhép nè. Biên tập vậy nó khiêu khích mình thiệt. Dễ sợ thì tương ra cái cây. Tưởng sao không có làm được cái gì hết trơn, trời che mất tiêu người ta. Tôi nói thiệt, tôi còn biết Facebook nhỏ này tôi report cho nó sạch Facebook chơi. Các em thân mến, bây giờ thay vì mình nhận xét về anh hay reporter, mình nhận xét về cái cây đi. Trời mưa mà. Cháu, cháu, cháu cái chương trình này. Trời mưa mà. Chương trình trơ tráo. Em ơi hết mưa rồi về chỗ đi em. Cái quan biên tập trơ tráo, trơ trẽn. Không được phá hoại. Ví dụ mà trời mưa, cái nhà mình đang quay ra vậy cho mọi người con cũng được vậy nè. Ví dụ như cái vậy hát vô hát nè. Mưa giông hát nè, ví dụ như 2 3. Trời xa mưa giông. Cũng được vậy. Trời đất ơi. Sao không kêu tụi em đi vào trong nghỉ ngơi đi, chờ bạn nhép xong rồi ra. Cái bà biên tập ăn bao nhiêu tiền của Điền Quân một tháng mà dốc công mà mài ốc bà ra để bà làm cho đầu tư dữ vậy? Biết đâu bà biên tập là vợ của ông chủ. Một cái vấn đề nữa. Vấn đề gì? Ủa nàng qua đây rồi hả? Là cái bà biên tập bà có cấu vấn kết. Đề cấu kết với anh hai Lam Trường. Mình gốc anh Trường hay rồi. Từ gốc này mắt tiền thoáng mát. Yeah. Có thể nhìn thấy được cái trời xa mưa giông bên kia. Bên nghĩa đây này, nè. Lên đây nè. Nếu như bà thông minh, bà có trạng đây cũng thấy được cái mầm của cậu thôi. Một cái thật đau lòng. Vậy bây giờ anh Trường, anh là cái người duy nhất mà có thể thấy được cái mé mé, cái mắt máy này nè. Anh cho mọi người biết cái cảm nhận của anh thế nào. Nhưng bây giờ anh ức quá, anh chắc không trả lời được sao giờ. Sao anh ức? Anh quá ức luôn vì từng ngày Lý Giang, anh không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại là 59 tuổi mà diễn ngây thơ. Cái này bà đúng rồi. Bỏ chúa liền. Anh có thấy nhếp miệng nhưng mà anh không hiểu tại sao, là chỉ có một mình anh thấy là anh không biết tại sao thôi. Tại gì người ta yêu thương anh. Đúng rồi. Ta biết tập là một con khen của anh. Có khi nào là cái bà mà mình lấy thì cũng còn Ngân biên tập. Đúng rồi. Phải không? Có bà ngày xưa. Đúng rồi. Bà biên tập không phải tên là Ngân mà tên là không, cái mà là bộ cũ. Không phải em. Cô mẹ khen. Đúng, đúng rồi đó, con mẹ phải năm xưa. Đó lý do. Bây giờ là mới tuổi con Ngân trà trộn với Điện Quân làm. Mà còn có mấy cái chuyện U Minh nữa bác Tước. Đúng rồi. Bác Tước. Đúng ngay chị luôn. Cho bà đó. Thấy mông không, không cho thấy cái mặt. Chúng tôi rất là hãnh diện vì trong đội chúng tôi có anh Hai Lam Trường. Chiến thắng gần như là 90%. Thôi, hồi nãy đáng lẽ làm như vậy thì đội tôi rồi đỡ tức. Thí dụ chui vô trong này đeo cái hình của bà đây. Tôi thấy là tôi cảm thấy là tôi nhìn thấy bà. Mà thí sinh gì khi biết mình đứng trong đó thì nghệ sĩ không thấy mà vẫn chui vô. Loại.